Đi xuống. Ờ này. Mày đứng lại sao? Này. Mày làm gì vậy? Em nói cho anh biết anh mà cứ em phải như vậy đấy. Tốt nhất là mày. Mày phải nghe tao chứ không phải là mày làm cái trò như vậy là hay đâu. Đi ra kìa. Bây giờ không. Bây giờ thứ nhất là anh, bây giờ anh muốn tốt cho mày thôi chứ không phải là cái vấn đề gì cả. Nên là mày đi xuống đấy nói chuyện với nhà người ta. Em không có gì để nói với nhà đấy. Giờ thứ nhất là con nó càng ngày càng bụng nó mày càng ngày càng to rồi. Bây giờ làm gì làm phải suy nghĩ cho nó kỹ vào. Em không đi. Anh làm như thế này tất cả là vì mày thôi chứ không phải là vì hạnh phúc sau này của mày đấy. Này vì em thì anh đã không đánh em như thế. Đánh vì tao bực quá vì mày thế nọ thế kia thôi. Chứ không phải là anh em thì có phải là ấy đâu mà mày cứ phải. Nói chung là em không đi đâu anh, đừng mà em. Anh nói là thì phải nghe. Anh làm như thế này tất cả anh đến nhà người ta xin lỗi cũng là vì mày đấy chứ không phải là mày cứ nghĩ chuyện trẻ con đâu. Bây giờ phải nghĩ hạnh phúc lâu dài của mày chứ. Rồi càng ngày coi cái bụng càng lớn rồi, thứ nhất sau này mày có để thì thứ nhất phải có bố cho con mình chứ. Hạnh phúc cho cuộc sống của mày chứ. Bây giờ ai chẳng muốn mày lấy một thằng nó tử tế đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ mày xem bây giờ mọi chuyện nó như thế này rồi thì bây giờ mày cứ suốt ngày mày cứ trẻ con như này thì làm sao mà được. Bụng thì càng ngày càng to rồi. Không muốn xuống đấy nữa. Thế mày bây giờ mày cứ định như thế này mãi hay là mày như thế nào hả? Không muốn xuống đấy nữa, mày cứ định suốt ngày mày nằm trong phòng không rồi mày suốt ngày mày ôm cái điện thoại mày nằm mày chơi à? Nhưng mà ở đấy họ tệ lắm, em không muốn xuống đấy đâu. Tại như thế nào là tại bây giờ ở đâu chẳng thế. Mình đi làm dâu mày ví dụ mày nhanh nhẹn như người ta xem, mày biết làm như người ta xem thì có phải là có ai người ta nói gì không. Đây mày có biết làm một cái gì đâu, đúng không? Nhưng em không biết làm thể hợp được mà cần gì phải nói nặng như thế. Xong còn nói với anh ấy kìa, em sốt anh ấy. Thế nói biết. Anh có ra gì đâu. Nói tao hay không tao không quan trọng, tại vì tao không ở với người ta. Nhưng mà mày ở với người ta thứ nhất là mày phải làm cho nó đàng hoàng vào. Đừng có nói chuyện với về thứ nhất là về nhà chồng thì mình chỉ nói chuyện với thằng Tâm thôi. Bây giờ mày cứ biết là ví dụ mày bảo là bạn bè với thằng Nam thì ok anh tin nó là thằng Nam nó là bạn bè mày. Nhưng mà làm gì nó là chồng mày nó là ấy thì ai đàn ông ai mà chẳng ghen tao đang chẳng chấp nhận được nữa là thằng Tâm. Làm sao mà chấp nhận được vợ mình nói chuyện qua lại với thằng khác được. Đây, bây giờ lớn rồi làm gì cũng phải suy nghĩ. Chứ bây giờ mày cứ trẻ con mày mãi như vậy được. Bây giờ bụng càng ngày càng to rồi. Anh làm tất cả các những cái việc như này là cũng vì mày cả. Vì hạnh phúc của mày, vì cháu ấy. Có phải cái gì đâu. Lớn rồi thì suy nghĩ vào. Bây giờ mày không quay lại nhà đó thì nữa. Mày định để ở đây mày đẻ hả? Anh làm sao anh bây giờ anh làm sao anh lo cho mày được mãi được. Bây giờ có mỗi bây giờ anh có vợ con rồi, sắp sửa có đứa nữa rồi. Đấy bây giờ mà mày cứ như thế này mãi thì làm sao được. Bụng thì càng ngày càng to ra. Mình bây giờ mình đang sai thì mình đang sai thì mình phải ấy chứ. Phải xin lên nói chuyện người ta đàng hoàng một câu. Nhưng mà anh thấy họ có tin em đâu. Thế bây giờ anh hỏi mày một câu nhá. Ví dụ bây giờ thằng Tâm nó về với mày. Xong rồi thằng Tâm suốt ngày đi nói chuyện với một đứa con gái khác xem là mày có chịu được không. Anh chỉ hỏi mày một câu mày có chịu được không. Thì mày phải hiểu cảm giác của nó chứ. Làm sao mà thằng đàn ông là chấp nhận được vợ mình suốt ngày kiểu nói chuyện với thằng đàn ông khác. Ví dụ mày nói chuyện với con gái đi thì người ta còn không vấn đề gì. Hoặc là mày thi thoảng mày nói chuyện với nhau cơ. Đây bạn bè cái kiểu gì mà chúng mày suốt ngày chúng mày nói chuyện nhau đi với nhau nữa. Ai mà tin được. Nên là bây giờ thứ nhất là mình đã mất cái lòng tin của người ta rồi. Thì mình bây giờ mình phải xuống đấy mình nói chuyện người ta đàng hoàng. Nói chuyện người ta một câu. Sau này con nó còn có bố. Chứ không phải là bây giờ mày cứ suy nghĩ theo chiều hướng của mày. Mày thích thì mày đi mà mày không thích thì mày thôi. Mày cứ ở nhà như vậy nó cũng không giải quyết được cái gì đâu. Thấy chưa? Thôi đi vào đây đi với anh. Đi xuống đấy. Đi xuống đấy nói chuyện người ta một câu cho nó đàng hoàng. Việc gì bây giờ mình lớn rồi mình phải giải quyết cho
tình chuyện tình cảm như bây giờ mày cứ suốt ngày mày thế này thì làm sao mà được. Anh đã phải muối mặt anh đi xin lỗi nhà người ta rồi vì lo cho mày nhá. Đi